Đây họ bán cái này cái gì? Bí đỏ, bí đỏ với lại họ treo quá trời trái mà mình không thấy. Xe nào mà muốn về tay để vợ đi chồng á. Ai dây màu hồng cái nè. Cái răng mà đáng giờ trắng không điền. Truyền thống à. Một chiếc thuyền để ăn. Chị mình cũng về đây rồi với vợ. Có một chiếc thuyền tay mình ha. Thuyền Hồng Quốc lên. Ô anh muốn riêu kia nè, có muốn riêu. Anh ơi em muốn riêu thì sao anh? Tôi sửa không con. Đứng sửa xuống cháo mà quá mà hồn. Ăn sáng đi. Có ăn sáng không trời? Chạy giờ mình chạy còn sớm rồi mình ghé vô cái lẩu xong cái hủ tiếu với cây dừa xong rồi mình sẽ ghé ăn sáng. Anh chị nào muốn ăn dây nhỏ thì ăn, ai muốn lên trên bè ăn thì ăn, ai muốn mà học một bờ của lắc ăn lên cảm giác. Cái chỗ này cũng bán gì mà giá cả thì chỗ nào thì mấy dây nhỏ cũng vậy mà trên bè cũng vậy mà mình ăn trên sông nước một lần không biết hết gì đó. Anh chị nào mà ăn thì ăn còn ngon đẹp thôi, còn khi nào mới lại cái này bún mắm nhỏ đi, chỗ tham quan hủ tiếu này mình lên tham quan hủ tiếu thì những cái hủ tiếu nè bún mắm nè trực tiếp nghĩ luôn thì mua về ăn rất là ngon. Còn hủ tiếu ăn chợ và chợ mình mua về có thể là mình làm và nó hay chị phóng lên nha. Thì đây hủ tiếu hộ cái Sodex là ngon nhất ở đặc sản đây, như này cũng giống Sodex thôi, khoảng 9-10 với Sodex là 8-10 thôi chứ không mỏng mỏng đặc sản. Nó gập gần cái kiểu. À kệ vừa không đường mà khô ngũ đủ chiên dài, khô chuột còn, khô ớt, khô gắn gì đó thì mình vô tham quan thử gì ngon mình mua, còn ngon thì thôi. Mà mình thấy tầm lên được tình cũng được. Quạt cái chỗ kia quá trời ghê hồng hà, quá trời ghê hồng để sản xuất hay là nấu xương vậy? Nấu à, họ sản xuất thôi. Này là cũng như bức là làm này nó vô giới thiệu rồi cái tiếng gì mình vui lòng tỏi áp để đợi chỗ cũ ha, rồi mình lên tham quan chỗ hủ tiếu đặc sản miền Tây ha, còn đây là bán cô hủ tiếu gì đó ha, để tham quan cảm đặt đây một khúc gì đó mình lên tham quan phía kia. Đây má. Đây là hủ tiếu thôi, làm hủ tiếu thôi, chứ còn ăn này còn các thiệt khác còn đang làm. Ôi trời ơi. Chỗ làm hủ tiếu thôi, tổng làm hủ tiếu thôi. Ở đó áo không? Đúng rồi, chỗ nào thì ăn chỗ đó. Đây. Lên tham quan cái là lên ta dán giấy trên tay mình để mình đầu mình đi giúp hai người ta. Hai người ba người không có chút chịu đừng gỡ ra nghe, gỡ ra nó không ngồi lắm đường xuống tàu anh kia á. Tàu tham quan thì lên, còn em không tham quan thì cứ ngồi lại tàu. Hủ tiếu phải chợ nổi cái răng. Nó đứng là chụp hình á. Ú chụp anh. Bèo. Bèo vàng mẹ chơi trên xa. Sản xuất hủ tiếu trên bè mới sáng mà họ phơi rồi nè, màu xanh. Bữa nay bắt đi mình vô đây mình coi thử. Đi thẳng vô đây. Họ tráng bao nhiêu tráng bánh tráng á. Mà uống miếng đi. Làm sợi hủ tiếu vừa cắt giống như sợi mì quá nè. Mà sao nó màu xanh vậy? Bánh hủ tiếu ngọt nha cả nhà.
được ăn bánh hủ tiếu ngọt nóng hổi luôn. Ồ. Nhân đó là cơm dừa và đậu xanh. Cần. Mua họ mình thử thì cô biết. Đây không có chồng chứ gì. Cái bè. Bè là nó đứng im, nó không có chạy. Còn nó làm nhà nấu gì. Đúng rồi đó, kiểu vậy đó. Dạ đây nè, đó là nước mắm dừa. Rồi. Dạ đây. Nhà mày gai một cái mắm nữa lại chân nước này. Dạ. Ăn thử cái nè má. Nó bán cái gì? Đầu kia tắm vô quá trời. Nuôi. Mà sao họ không làm cái bờ, họ làm cho nước ta? Xong nước ta? Thì uống gì ạ? Họ quậy, họ quậy bột quá chắc ma, họ đánh bột để họ làm á. Khác đường không á, cái dừa sao mà. Cái lò. Kẹo dừa không đường. Ở trong kia này còn trong kia có bán gì vô và tham quan vòng nữa hả Phim á? Kẹo dừa, sữa sầu riêng 45k 100g. À, bán ở trên tàu vậy. Giống ở trên bè mình như cái nhà mà hơ. Thôi mình qua đây mình cho mình đi qua. Thôi ra chụp hình vậy rồi.